Chào tất cả quý vị, quý bà con và các nhà đầu tư nhé. Hôm nay em đang đứng trước một con đường tỉnh lộ 6C để giới thiệu đến cho quý vị một cái mảnh đất nằm ngay mặt tiền đường liên xã, và cách vị trí em đang đứng đây là 100m và cách trung tâm xã chỉ đúng một cây số thôi ạ, và nằm ngay khu dân cư. Nói chung là cái mảnh đất này là dân cư của chúng ta cũng khá đông đúc, và cách trung tâm xã, trường học, chợ thì bán kính một cây số. Và chúng ta đi theo cái con đường tỉnh lộ 6C này, quy hoạch rộng 30m, thì chúng ta ra quốc lộ là cỡ khoảng 9 cây và ra đến trung tâm của huyện Chư Bứ thì cỡ khoảng 10 cây số thôi ạ, cũng rất là gần cho chúng ta. Và bây giờ em sẽ quay cái mảnh đất cho quý vị rõ hơn nhé. Và đây là cái con đường tỉnh lộ 6C nha quý vị. Đấy, một con đường rất là rộng lớn, và theo cái hướng màn hình của em là đến trung tâm của xã Gia Hờ La, chờ trường học là bán kính chỉ có một cây số thôi ạ, cũng rất là gần. Đó, và cái hướng ngược lại của chúng ta là ra đến trung tâm huyện Chư Bứ nhá. Đó, thì em sẽ quay, đây là cái ngã tư khu dân cư. Đó, và mảnh đất của chúng ta là nằm ngay mặt tiền đường liên xã, thì từ đây đến cái mảnh đất là chỉ cỡ khoảng 100m độ lui thôi. Đó, và dân cư của chúng ta sau này là hàng xóm của chúng ta cũng khá là đông. Bây giờ em sẽ quay khu dân cư. Đó, phía trước kia là chúng ta có một cái hồi trường thôn. Đây là gọi là thôn Su Bê của xã Gia Hờ La, huyện Chư Bứ ạ. Đó, đây là hàng xóm của chúng ta này. Nhà nói chung là dân cư ở đây là sát nhau luôn. Đó. Đấy, toàn bộ là đường nhựa hết nhá. Đây chúng ta cũng có một cái ngã ba nữa. Đó. Những cái ngôi nhà rất là lớn ở cái khu vực này nhá. Đó. Và mảnh đất của chúng ta là nằm ngay vị trí kia rồi ạ. Đó, bây giờ trước tiên em sẽ quay cái hàng xóm của chúng ta. Đó, nhà dân là sát nhau luôn. Đây, đây là điểm thu mua nông sản này. Và đối diện của chúng ta là có một cái quán tạp hóa. Đây, mảnh đất của chúng ta là có bề ngang là 20m. Và đất là có cao hơn đường một xíu nhá. Và chiều sâu là 65m, 20 và sâu 65. Đây, đối diện với quán tạp hóa đây ạ. Ở cái mảnh đất này thì chúng ta cũng có thể là làm nhà ở rồi kinh doanh buôn bán cho khu vực ở đây cũng được. Đây, đất là cao hơn đường. Và đất của chúng ta là đất đỏ ba gian nhá, quý vị nhá. Bây giờ em sẽ quay toàn cảnh không gian trước mặt tiền của chúng ta cho tất cả quý vị rõ hơn nhé. Đó, ở phía sau này là chúng ta có thể là làm vườn cây ăn trái hoặc là chăn nuôi, rồi làm một ngôi nhà ở thì rất là lý tưởng. Chúng ta nguồn tiền ít thì chúng ta có thể là mua cái mảnh này cũng được ạ. Ở phía sau kia là chúng ta cũng có một cái mặt tiền đường dân sinh để người dân đi làm rẫy, quý vị. Ở mảnh đất này thì cách trung tâm xã, chờ trường học là một cây số, thì theo em nhìn nhận cũng rất là gần. Thì giá gia chủ đang chào bán là 25 triệu một mét nha quý vị. Ở cái giá này thì gia chủ có thương lượng cho tất cả quý vị nhé, và có thể là sẽ hỗ trợ cho chúng ta là 100m đất thổ cư. Đó, và bao sang tên bị đỏ. Hiện tại thì đất của chúng ta đang là đất cây trồng lâu năm, nhưng mà gia chủ sẽ hỗ trợ cho chúng ta lên 100m đất ở thổ cư ạ. Phía kia là hồi trường thôn này.
Mảnh đất này thì gia chủ đang chào bán là 25 triệu một mét, thì với cái mét mặt tiền là 20 mét thì rơi vào cỡ khoảng là 500 triệu. Có thương lượng cho chúng ta nhé. Thì quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu lô đất như thế này thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0965 812 137 để em gửi sổ sách thông tin bìa đỏ chi tiết cho tất cả quý vị ạ. Với chiều sâu 65m thì cũng rất là thoải mái rồi ạ. Đây, ở phía sau này là chúng ta có một cái con đường dân sinh đi làm rẫy có hiển thị đầy đủ ở trong sổ nhé. Và ranh giới ở đây cũng rất rõ ràng cho tất cả quý vị rồi ạ. Ở đến đây em cũng xin kết thúc chương trình tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và theo dõi kênh Người Tây Nguyên. Và xin hãy cho em một like và nút đăng ký kênh để em cố gắng ra tiếp những cái sản phẩm giá rẻ bất ngờ cho tất cả quý vị ạ.